hả? Dạ, để xuống đi. Má nó băm xuống nha. Dạ, phải xuống rồi. Băm đâu? Dạ. Nó qua nồi. Nồi xuống dưới nồi trên. Đưa nồi kẹp tóc lại, đưa xúc tóc lên. Rồi, cha, 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 để nồi kẹp tóc lại. Đưa mặt lên, nồi kẹp tóc cho. Rồi. Mặt xuống, rồi con muốn chơi nào? Nên cái mâm này nè, kéo thùng nó ra. Con muốn lấy cái nào trong cái mâm này, con chọn cái nào con tự do con chọn. Rồi chụp hình nó đi, đang quay phim. Chạy học nhỏ chắc uống để con lấy đi. Lấy đi, tự nhiên con muốn lấy gì con lấy tự nhiên. Cho con đó, cho con đó, nguyễn mâm đó cho con đó, con lấy đi, chơi gì con chơi đi, để cho banh vô cho nó chắc nhộm cho banh quá. Rồi, rồi, con học rõ rồi. Ê, giỏi, hay. Đó, vỗ tay, vỗ tay. Chết mẹ rồi, giống ông nội rồi, bắt tay trái. Thôi, giống ông nội rồi. Trái rồi. Bình thường bóc tay phải, giờ bóc tay trái. Rồi tay đây, cho bà nội này đi, cho bà nội đi. Sang qua tay phải rồi, sang qua tay phải rồi. Rồi, bây giờ để cho nó. Rồi, con bóc một món nữa đi. Hai món, ba món đó. Thằng Xu, mẹ nhóc chân đồ của con nè, con bóc đi. Con xây cái mâm lại rồi. Để đưa tự động luôn, đừng có xay xay như nó cái nó bóp à. Để nằm cục xôi rồi, cái con chờ cục xôi rồi. Thằng nhí gì đó nó đâu nằm cục xôi đâu. Nó bỏ nó nằm mẹp xuống vậy nè, anh hai vậy á. Rồi, chờ tiền. Hay quá, ngon. Gãy trầm ruộng. Nó tiền nó dính nó ướt nó vuốt cái tờ tiền không không đi được. Rồi bóp đây rồi, bỏ miệng rồi. Ơi hay quá, hay giỏi. Không có cầm, chỉ vuốt lấy miếng bỏ miệng thôi. Tức là hả, kiếm vàng ăn thôi. Đây bóp lên. Cầm cầm khư khư luôn nha, không có bỏ vàng xuống nha. Rồi, à, bóc tờ tiền đó. Nó bóc đầu tiên bóc tờ tiền. À, vàng không tới tiền. Mới có hai món chứ gì, cái kia cầm, nó đâu có cầm lên. Đó, nó cầm nữa thấy không? Nó không buồn lo xuống rồi. Bóc cầm không à, không bóc dính tay nó kìa. Nghe ngón cái á. Nó bóc cái ống vô họng rồi nè. Nè, cái hai món này là của con rồi nè. Nè, con gói lại con cầm đi. Nè. Rồi bây giờ cái tay này con bóc nữa đi, bóc cái gì bóc đi. Món rồi đó. Hay á. Nhìn ông nội. Còn đây nữa nè. Bông nó không chơi hay không thầy? Không. Bình nói. Thường à, để coi coi. Giờ mình phải dẹp cái này qua một bên nó mới bóc nữa. Để cho nó chơi. Mẹ. Đâu có, vậy là sao nó bóc nữa? Chết mẹ tôi rồi. Giết gì? Rồi xong rồi ba món rồi đó. Rồi xong rồi đó. Tạm ai rồi. Rồi thôi. Để cũng tập với anh, để miếng giấy. Giấy viết là cái như rồi rồi đó. Bà xong rồi. Để xa quá, để gần rồi. Tư tư nó bóc là nó thòi, nó bóc cái gì. Nó chào, nó chào. Thòi anh hai mẹ đó, nằm mẹ xuống cạp cục xôi. Cạp cục xôi thôi, không lấy gì hết. Cạp cục xôi xong tuột xuống chạy, họ chạy vô mới bóc cái đồ khác. Bóc cái lượt. Rồi đó anh hai cũng vừa ra nói là biết chạy đi rồi chứ bộ. Biết đi trước rồi ngồi mới có một tháng mấy rồi đi rồi. Xong rồi đó. Rồi vậy rồi, hay. Vàng chỉ kéo rồi thôi, không chơi gì nữa hết. Vàng, tiền, vàng trước. Rồi, chơi nữa là mỹ phẩm rồi. Rồi xong rồi con. Mấy cái này nó đâu có thèm, thấy không? Cái này cái bông mà này nó đâu có chơi đâu, thấy không? Cái này thì chơi thường ngày rồi chán. Thôi được rồi. Làm gì? Đó, thì bóc nó vậy đó. Làm gì? Thì tại ai biết ông bà xưa kêu vậy mình biết vậy thôi chứ có biết gì làm gì ta có biết đâu.